mời mọi người đứng lên. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận một bệnh nhân Ngô Minh Phú. Bệnh trạng của ông là u ác bể hạnh, di căn tổn thương ác tính. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho ngày hôm nay của chúng con là ông Ngô Minh Phú đây. Ông hiện nay được có một người thân đưa đến là ông chủ tịch xã Tân Phong, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông chủ tịch Tiền Phật Đỏ, Chúa chúc lành cho ông chủ tịch Tiền Phật Đỏ và chúc phúc lành cho gia đình ông Ngô Minh Phú để ông mau lành mạnh, trở về với ông sức khỏe và ông có thể tu của ông. Xin các bạn cộng đồng mạng để cùng với cha cầu cùng cho ông Ngô Minh Phú mau lành mạnh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Chúng con về vì nhân cứu nhân từ cho các bạn nhân mọi người nhân vô những nhà đồng sinh sinh mạng của chúng ta sẽ mang đi để cho chồng. Xin mời mọi người ngồi xuống nha. Chắc có lẽ là ông cũng nghe cha nhận bệnh nhiều rồi phải không? Nghe nhiều clip chưa? Cũng nghe cái nguyên tắc ở đây rồi phải không? Và hiểu hết chưa? Nguyên tắc chúng ta nhận định ở đây là thứ nhất là phải theo phác đồ ở đây. Và phác đồ này rất là khó nha. Phác đồ này là phác đồ ăn cháo trắng. Và cũng không phải nhất thiết là ăn cháo trắng mỗi ngày. Tùy tình hình mà ban diễn cảnh sẽ đề ra cho mình ăn cái gì, uống cái gì nha. Và điểm thứ hai là mình phải ở nhà trọ. Đã mướn được nhà trọ chưa? Chưa, mới lên. Mướn nhà trọ, rồi sau đó là phải trả tiền phòng cho nhà trọ. Còn tiền thuốc và tiền khám thì mình không phải trả tiền cho đến khi mình hết bệnh, mình được trở về không phải tốn tiền nha. Đó là nguyên tắc phòng khám của cha ở đây. Điểm thứ hai là cha nhắc ông là ông phải cố gắng trong quá trình điều trị bệnh. Do người bệnh ông là bệnh nặng nha. Thứ nhất là ông là u ác bể thận. Cái bệnh này ngày xưa cha có một lần năm 2013 thì khi cha bị tai nạn thì cha lên bệnh viện Triệu An, thì bệnh viện Triệu An sau 3 ngày nó khám phá cha là viêm đài bể thận. Viêm đài bể thận hai bên, tức là hai tái thận cha nó bị viêm, viêm trong cái bể thận, giống như ông là u bể thận mà ung thư á, được gọi là ung thư bể thận. Mà cái ung thư này đã cắt rồi thì theo cái kinh nghiệm thông thường mà cha trị bệnh ung thư ở đây thì từ xưa đến giờ, do bởi là người ta không trị được bệnh ung thư, do vậy mà cái cảm giác của những người bệnh ung thư là ta sợ bị dao cán hút vô, hiểu không? Ta sợ lắm, ta không dám cho dao kéo hút vô vì người ta cho rằng là khi dao kéo hút vô rồi thì nó sẽ ảnh hưởng phải nghe không? Nhưng mà với cha ngược lại, với cha ảnh ngược lại hoàn toàn 100%. Ví dụ như bây giờ cái tái thận của ông nó đã ung thư rồi mà nếu ông chưa cắt thì cha cũng khuyên ông đi về cắt đi, xuống đây cho trị cho nha. Do bởi là cái thuốc nam á, nó không, nó làm cho cái tái thận mà phục hồi lại chậm lắm, chậm dữ lắm. Mà lý do cho bị ung bị cắt là như vậy, do bởi mình còn một cái thận mình vẫn sống được nha, chứ không phải là mình cắt một cái thận là mình sống rồi. Khi mình ví dụ như giờ con bị ung thư bao tử thì cha không cho cắt, bởi vì khi con cắt một cái bao tử rồi, cắt một phần rồi thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Thứ nhất là tuổi thọ nó giảm ngay, thứ hai là về chế độ ăn uống của con là hoàn toàn là nó dừng hết nha. Nó khó khăn dữ lắm. Ví dụ như con bị ung thư bao tử là cha không được,
mà con bị ung thư thận, cha đề nghị cắt, hoặc là con bị ung thư vú, thì trước khi con xuống đây cha đề nghị cắt đi, và xuống đây cha trị cho mau nha. Còn nếu chưa cắt thì cha cũng trị, nhưng mà lâu hơn là cắt. Vậy tại sao cha nói cái cắt lâu và cái cắt mau? Cái cắt lâu á, cái cắt mà cha trị mau ở chỗ là cha không trị cái bài nhầy đó, cha không trị cái tàn dư đó, cái tàn dư đó lấy ra rồi, thì bây giờ cha chỉ trị cái di căn thôi, hiểu không? Hiểu cha nói không? Mà ở đây cha trị được ung thư thì cái di căn đâu không phải là lớn, hiểu không? Vì nếu cha trị không được ung thư, cha mới sợ nó di căn. Người ta chỉ sợ là cơn bão qua rồi, người ta sợ cơn bão kế tiếp liền, chứ người ta không sợ cơn bão qua rồi, hiểu không? Ví dụ như cơn bão số 12 qua rồi thì người ta vui, nhưng mà ta mày vừa qua xong cơn bão số 13 tiếp tục, thì người ta sợ cơn bão đó, chứ người ta không sợ cơn bão số 12 bị nó qua rồi, nhà sập thì cũng đã sập rồi, thế nè. Nhưng mà nó tiếp theo cơn bão số 13 nữa là nó sập luôn cái tủ sờ đó nè. Cái nhà mình sập rồi, nhưng mà cái mình dựng lên lại là cái tủ, cái bàn thờ, phải vậy không? Đâu có ai để ý nhà sập rồi thì sập luôn đi, nhưng mà nguyên tắc cái nhà mình sập rồi thì mình chưa dựng được cái nhà, nhưng mà mình phải dựng được cái bàn. Hồi đó giờ mình có làm được vậy không? Có để ý đâu. Sập nhà thì sập đi, rồi tôi cất nhà lại, tôi mới lo bàn thờ. Mình lo chuyện thế gian không à, mình không lo chuyện niềm tin. Đó nè, xin thử thành thử ra từ chỗ đó mình khổ. Bây giờ cha nói về nhà con, bây giờ nó sập hết đi, con cho đi, tao cho mày sập đó, nhưng cái điều tao không cho mày sập là bàn thờ tao không dựng được. Thờ ai cha không cần biết nha, thờ Chúa hay thờ Phật hay là thờ tôn giáo nào cha không biết, nhưng cái điều đầu tiên chúng ta phải dựng lên bàn, hiểu không chủ tịch? Từ nay mình phải hiểu ngay chỗ này nha, vì mình không hiểu được chỗ này thì cuộc đời mình nó lủng củng nha. Hôm nay mình có bài học mới nha. Nhà sập cứ sập, hết gạo ăn cứ hết, nhưng cái niềm tin tôi không mất và không hết nha. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây tôi phải dựng lên niềm tin. Vì cuộc sống mà không có niềm tin thì cuộc sống đó nó vô vị nha, nó tẻ nhạt. Giống như mình ăn cơm mà không uống nước vậy, hoặc là mình ăn cá mà không có nước mắm, ví dụ vậy ha. Hoặc là mình ăn rau mà rau muống luộc mà mình không chấm được nước mắm chua, thì ăn rau muống luộc ngon không? Không ngon. Thế nè, vậy cuộc đời của mình khi bất kỳ một cái gì nó, vì nó là vô thường, nó là vô thường, nó là hư vô. Nói theo đạo Phật thì tất cả đều vô thường, còn nói theo đạo Chúa thì tất cả đều phù dân, tức là cái gì nó cũng không tồn tại, nó sẽ qua đi. Đức Phật nói đời là vô thường, Chúa Giê-xu nói đời là phù du. Phù dung, phù dung, qua phù dung thì sao? Sớm nở tối nó tàn. Thế nè, thì của cải trên đàn gian là như vậy, sớm nở tối tàn. Như vậy cuộc đời của mình, cái gì nó tàn cứ cho nó tàn, nhưng niềm tin không được tàn. Nhưng gì đó là lẽ sống, đó là cái điểm sáng để mình bước đi nha. Thì cha cũng nói ngược lại cái bệnh của ông, thì bây giờ tái thận này hư cứ cắt đi nha, nhưng điều quan trọng là tôi phải tìm thầy trị cái căn á, chứ không phải trị cái tái thận đó. Nếu ông để cái tái thận này ở trong người ông thì trị khó hơn là cắt bỏ nha, trị khó hơn là cắt bỏ. Ngược lại ví dụ như ung thư phổi sao cắt, cắt thấy không? Ngược lại ung thư phổi thì mình phải trị, nhưng mà trời cho hay lắm. Ví dụ như cái bà này ung thư bao tử không phải cắt, nhưng mà trị hết. Mà nếu bà này ung thư phổi không phải cắt, trị hết. Mà này bà này ung thư thận cắt đi, trị hết, mà để thì chậm. Trời cho là như vậy, vì mình có hai tái thận thôi, cắt trái vẫn còn sống được. Mà nếu mày để nó lây qua tới đây, thế này nó lây đủ chuyện. Thì ý cha muốn nói tùy theo bệnh nhân mà ta hướng dẫn.
các thầy ở đây hướng dẫn. Hôm nay ông bị ung thư thận, ông cắt rồi một trái rồi, thì ông hãy bình yên, không còn ung thư nữa. Vì ở đây cha trị cái di căn đó, giống như là mình qua một cơn bão rồi, mình bình yên đi, không còn cơn bão nha. Vậy cái bệnh ông không có khó chữa. Nhưng khó ở chỗ nào? Khó chỗ là phải biết dâng lời. Dâng lời được không? Mấy người này nhỏ không à, dâng lời được không? Những người nhỏ dâng lời, người ta có tri thức, người ta hiểu. Ở đây mình không phải dâng lời vì người ta dạy mình, nhưng mà dâng lời vì người ta chữa cho mình. Nói chung là ta chữa cái bệnh đó mình phải dâng lời. Còn cái chuyện khác không dâng lời nha. Không quan chuyện khác mình không bàn, nhưng mình bàn cái chuyện chữa bệnh nha. Ở đây các thầy dạy mình cái gì mình phải nghe. Dạy cái bệnh mình á, người ta dạy mình à, bữa nay ông đi đường này, ngày mai ông đi đường này, ngày mốt ông đi đường này, bữa nọ ông đi đường này, bữa nọ ông ra viện. Còn ta dạy đi đường này, đi qua đường này, ông nói thôi tôi đi ngược ra đây, là ông đi luôn á nha. À, là phải đi luôn nha. Vậy về phía bệnh thận này không có khó trị. Ở đây ta chỉ trị cái di căn thôi, chứ còn cái đau nhất không còn nữa, đúng vậy không? Có đau nhất gì không? Bây giờ cũng là đau bụng chứ. Đau bụng, thận mà. Nó không phải là đau bụng mà đau ổ bụng dưới nè. À, tại cha thận cho biết mà. Thế nè, thì thận này không có khó trị nha. Nhưng cái khó trị chỗ là cái không dâng lời. Cái gì thì cha không? Cha cứ chuyên gì vấn đề như nào? Dâng lời cũng cái bệnh này nè. Dâng đời thì cái phát đồ điều trị. Đúng, đúng. Thì cái đó cha cứ an tâm. Phải làm. Con đã đến đây. Nhờ cha thương xót, nhờ các đồng sự cho thương xót, được trời những chữa bệnh mình cũng rất cảm ơn con. Đó là cái ơn. Rồi chính quyền địa phương, rồi gia đình con cực khổ vì con quá. Điều này hoàn toàn con không muốn. Nó thật như da con không phải thấp đấy, không phải là con sợ chết đâu. Con rất là biết ơn cái sự, cái tấm lòng của cha. Và tấm lòng của cha như vậy, cả thế gian này cũng vậy. Phát triển được là nhờ cái tình thương. Mình đã nhận tình thương của người ta, thì mình phải biết dung đắp cái tình thương đó. Người ta cho mình một, thì mình phải đền đáp lên 10. Thì cái thế gian mình mới phát triển được. Thì các cha cứ an tâm. Vấn đề thách đồ điều trị cho anh dù khó khăn cách mấy, hãy nghe nghe con sẽ vượt qua. Nhưng mà chỉ có cái điều này tôi xin nói với cha mà cha thông cảm. Đó là về tri thức của con về những cái vấn đề chữa bệnh con không biết. Rồi nhiều khi con có cái sự sai sót gì thì xin ơi cứ hỏi nha. Dạ, những cái cứ hỏi sự để nhắc nhở cho con. Thấy con sai thì con sẽ sửa. Còn những cái sai con không biết thì con chịu cái đó. Ở đây thấy sai không có nhắc, thấy sai quánh không à. Quánh cho sửa chứ thấy sai nhắc không sửa, không nghe. Không cần đâu, ta chỉ cần nước mắt kê là con biết rồi, con sửa chứ không cần đợi. Đợi cho đánh đâu. Rồi vậy thì cha nói là về phía ung thư bể thận này đã cắt rồi, thì như cha nói ngược với người ta khoa học là cha trị không có khó nha, nhưng phải biết dâng lời vậy thôi. Nhưng cha biểu không phải cha biểu dâng lời đi ăn trộm cướp, dâng lời để chữa bệnh rồi tới ngày hết bệnh rồi cha không có thèm dòm tới đâu. Đừng kêu ta cha kêu dâng lời, khi cha chữa hết bệnh rồi thì đường ai nấy đi. Cha cũng không cho đi theo cha, không cho hỏi tới tên cha để làm gì. Khi xong bệnh rồi thì đường ai nấy đi nha. Thì cha đã nói rồi, cái bệnh này không có khó gì đâu nha, nhưng mà phải biết dâng lời nha. Tại vì thấy không, tiếp theo về phía ông nữa là sao khi bây giờ ông thấy đó, một con ngựa đau cản tàu bỏ cọc. Ông phải nhớ câu này cho nó rõ vô cùng. Ví dụ như khi ông đau bệnh lên thì đâu phải là ông chữ thập đỏ này cũng bỏ cỏ đâu. Vợ cũng bỏ, con cũng bỏ, cha cũng bỏ, tất cả những người đây có trách nhiệm cũng bỏ nha. Anh chị em tất cả mọi người đang cố tâm để cứu ông nha. Vậy thì sau cái lần ông bệnh rồi, ông hết bệnh rồi thì ông trở về nhà, ông suy niệm cái tình thương này. Cái tình thương này nó bao la lắm. Nó không giống như là ông mua cũng không có, mà ông xin cũng không ai cho. Tự ở trong đời ông có một cái phước báo gì nó còn tồn lại và ông nhận được tình thương này. Trong quá trình ông sống mấy mươi năm nay đó, ông năm nay nhiêu tuổi? 65. 65 năm qua ông sống trên trần gian, không biết ông đã gieo cái điều gì
mà hôm nay anh đã gặt được cái tình thương này, thấy nè. Chứ nếu 65 năm qua mà ông không gieo thì hôm nay ông không có gặt được đâu. Vậy thì trong quá trình đó ông có gieo mà ông không hay, vậy thì sau cái lần bệnh này cứu mạng rồi thì mình về mình gieo tiếp. Nhất là gieo cho ai? Nhất là gieo cho chính quyền địa phương. Vì người ta đã bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ trụ sở, bỏ việc làm, bỏ chức vụ. Người ta đem hết tất cả người ta dẫn ông đó nè. Cha nói vậy có đúng không? Và mong rằng ông được sống. Vậy cái điều đầu tiên ông phải suy niệm là về mặt chính quyền. Sau đó là ông theo đạo nào? Thì ông phải thờ ông bà cho đúng nghĩa nha. Về nhà phải nhớ đến ông bà tổ tiên của mình, rồi phải cầu trời khẩn thật cho ông bà tổ tiên của mình nha. Đó là nhiệm vụ của ông nha. Rồi phải biết thương xót những người sau này nữa nha. Vậy thì đó là phần của ông. Riêng về phần của ông chủ tịch chữ thập đỏ xã Tân Phong, không phải ông đưa một người này mà dừng lại. Ông còn rất nhiều người ông phải đưa. Vì đây là trách nhiệm của ông là chủ tịch chữ thập đỏ. Mà chữ thập đỏ là để cứu người. Con biết rồi điều này phải không? Để cứu người. Vậy thì bất kỳ ai cần đến con là con phải xưng thông mà đi nha. Đây là bổn phận của mình. Tại sao ta nhắc vậy? Bởi vì khi mình làm chức vụ này thì mình được nhà nước trả lương, phải không nè? Mà lương đó là của dân, quyên góp từ dân để trả lương cho mình sống, phải không nè? Vậy thì mình làm cái chuyện này giống như là một hình thức để mình trả lại cái công ơn mà mình đã nhận tiền lương này, phải không nè? Đó là nói trong cái gian. Bây giờ nó nói theo cái tình thương, thì cho dù con không làm chủ tịch con cũng phải dẫn đi nếu con có điều kiện dẫn, đúng vậy không? Nếu con được phép dẫn đến đây thì dù con không có chức vụ gì con cũng phải xưng thông mà dẫn, chứ không nhất thiết con phải làm chủ tịch con được. Vậy thì dù con không có chức vụ gì con cũng phải xưng thông dẫn. Vậy bây giờ con có chức vụ rồi, con đã được đến đây tự do thì con phải thông báo rộng hơn để con dẫn cho con cứu một mạng người bằng xây cả bảy nóc chuột. Vậy thì mình làm chức chủ tịch chữ thập đỏ, mình cứu một mạng người thì cái chức chủ tịch này nhỏ, hiểu không? Bây giờ cái chức chủ tịch nhỏ so với cái khả năng con đang dẫn người đi cứu mạng nha. Điều này là điều gọi là điều rất lớn trong đạo làm người nha. Cái đạo làm người là cứu người đó, cứu người giúp người. Con trai vậy thì thật sự là con nghĩ là cái vấn đề thì chức vụ con, ví dụ là không có gì chuyện thì dẹp qua một bên. Không có thay, nhưng mà quan trọng là như anh Tơ Đê nhà con thì anh cũng nói chuyện con rồi, như chuyện vậy thì con sẵn sàng để đi với anh để gặp cha. Đó là cha vừa bụng. Dạ, thì con sẵn sàng. Rồi giờ như vậy, mà mai kia mốt nọ có một người nào bệnh khác mà muốn con đi giúp đỡ thì xuống đi đây để cha điều trị như vậy đó, thì con cũng sẵn sàng đi. Mặc dù nếu con nghĩ con không làm chủ tịch nữa cũng không chuyện gì, chứ lớn tuổi rồi nghĩ chứ đâu là hoài. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà con nói cái muốn con đi nó còn thấp lắm. Con muốn dẫn đi chứ sao nói con muốn con đi. Nha. Dạ, dạ. Nha. Hồi nãy con nói là mai mốt có người nào muốn con dẫn đi là con dẫn đi. Dạ. Nhỏ. Con muốn dẫn đi mới là quan trọng. Dạ, dạ. Nha. Cũng như con giới thiệu ta. Đúng. Tôi muốn dẫn anh đi đến đây để cứu mạng. Điều đó mới là điều cha mong cầu. Nha. Mình phải rộng hơn cái chỗ nha, chứ mình đừng nghĩ là người ta muốn mình là mình còn cái chức vụ, mình còn cái tôn, mình còn cái quyền lực, hiểu không nè? Mà tôi muốn dẫn anh đi là lúc này tôi không còn cái tôi nữa, tôi không còn cái chức vụ nữa. Miễn sao cha thường nhận tôi để dẫn anh là tôi đã muốn rồi, hiểu không? Dẹp cái chức vụ qua một bên để cứu người nha. Thì khi mình dẹp cái chức vụ qua một bên để mình cứu người thì tình yêu sẽ đáp trả bằng tình yêu. Chức vụ mình tự nhiên nó cao lên liền nha. Tại vì Chúa dạy mình là ai làm lớn thì phải làm người phục vụ, hiểu chưa? Vậy thì bây giờ mình đang phục vụ cái người bệnh này rồi, mình đang làm lớn, cần gì phải có cái mọc đó mới làm vô cái lòng lớn, nó nhỏ lắm nha. Cha không có cái mọc gì đâu mà con cũng phải về đây vậy, vì cha đang phục
phục vụ, phải không cha? Trong xã hội này cha là chất riêu mà, phải không nè? Nhưng mà con cũng phải về đây bởi vì cha là người phục vụ. Vậy điều quan trọng cha, cái điều mà cha mong ở nơi con là không phải người ta muốn con dẫn mà chính con muốn người dẫn người ta. Chỗ này chỗ quan trọng nha. Hiểu rồi nha. Rồi, dạ, hiểu đó là cha mừng nha. Chúc mừng con đã hiểu được cái chỗ quan trọng nha. Hôm nay con đến đây con chỉ học nhiêu đó thôi là đời con nó thành công nha. Tự động cuộc đời nó đầy phước báo rồi. Nhưng mà không nói học nhiêu đó rồi đầy, học nhiêu đó mà phải đứng dậy đi làm. Chứ không phải nói học nhiêu đó mà đầy, học xong rồi đứng dậy đi thực hành. Thì đời nó tự nhiên là đời nó thay đổi. Có một nhà văn thư nào nói là đời thay đổi khi mình thay đổi. Mình muốn đời thay đổi thì mình phải thay đổi. Mà mình thay đổi một cách là mình sống yêu thương, sống cho không, sống giản dị, sống phục vụ thì tự nhiên đời thay đổi nha. Đó là cha nhắc nhở con ba điều vậy thôi nha. Còn riêng về cái chuyện mà bệnh tật thì thôi thì con đã hiểu cha nói là con ăn sai thức ăn con mới bệnh. Chứ còn con ăn đúng thức ăn là con có bệnh gì nha. Nhưng mà may mắn cho con là con đã cắt rồi. Thì giờ cha chỉ còn trị cái di căn thôi. Nhưng mà đau bụng thì từ từ nha. Khi giờ phát đồ rồi thì tất cả mọi sự nó là hết. Ở đây cha cũng trị nhiều bệnh ung thư rồi nha. Thành thử ra mọi sự mình cứ bình yên đi nha. Con nghe thầy đây chưa cũng như xuất hiện trong mấy chai rồi. Nhiều lắm rồi, nhiều lắm rồi. Cho nên bây giờ cái chuyện này không phải là chuyện lớn nữa ha. Vấn đề chỗ là làm sao để mình thấy được cái chỗ này mà mình vô được chỗ này, mà mình làm sao mình vô được, đó mới là chuyện lớn. Chứ còn cái chuyện trị bệnh ung thư ở đây không phải là chuyện lớn nha. Người ta trị được người ta mới dám dẫn mình nha. Ở đây cha trị trên tinh thần cho không nha. Vậy thì cha trị trên tinh thần cho không thì trước tiên con muốn trị bệnh con phải làm cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí nha. Đây đơn này con biết hết rồi, thôi giờ con cứ ký thẳng vô đây đi chứ không cần đọc nữa, mệt mỏi cha, giờ cha đuối mà nói chuyện hết nổi rồi ha. Rồi cứ ký tên thẳng bản vô là được. Rồi lát nữa là mình phải ghi nội dung vô đây nha. Rồi coi như là con chữa bệnh tới ngày về con không phải trả tiền. Rồi vậy đi cho dễ dàng nha. Rồi bây giờ cái đơn thứ hai là giấy cam kết khám bệnh con không được sai khám đồ. Và con hãy nhớ là có một cái chỗ này là trong quá trình điều trị con mà lỡ con có chết con phải vui, chứ con không được thưa cha hay là thưa ông chủ tịch này nha. Tất cả người này đang muốn con hết bệnh chứ không phải muốn con chết. Nhưng mà trên cuộc đời này không ai hiểu được, phải không nè? Cái chết đó tới bất ngờ cha, như cha hiện giờ máu cha lên 19 mấy này, phải không? Bây giờ cha quẹo ngang cha chết rồi sao ha. Cho nên giờ mình muốn cha trị bệnh là tất cả phải theo nguyên tắc ký tên chết vui vẻ làm gì cho sống thì vinh quang ha, chết cũng vinh quang luôn. Bởi vì tao đi tới cái nơi cuối cùng rồi, cha cũng khẳng định với con rằng trên đất nước Việt Nam này, trên chỗ này là chỗ cuối cùng con đi đó. Tại vì Hà Nội có vô đây, miền Trung có vô đây, miền Nam có đến đây hết rồi. Mà cha trị nhiều ca Hà Nội, Bắc Trung Nam thì có hết. Mà những người đó đâu phải tao không biết chuyện đâu, người ta cũng đi nát nước hết rồi. Nát nước có nghĩa là đi nát nước nhà hết rồi mà không có. Vậy thì người ta đến đây người ta cũng từng hết bệnh mà. Vậy mình đến đây là đến điểm cuối cùng nha. Lỡ có chết vui vẻ mà chết nha, không có gì đau buồn cả. Nhưng mà nơi này là nơi cửa tử, mình cản trở nó dữ lắm, làm cho ta sống lại nha. Nhưng mà bởi vì nãy trước đầu giờ nó đang có kêu gọi mọi người cầu nguyện nha. Để rồi mình không phải mình có quyền năng gì, cũng không phải mình tài cán gì. Tại sao mà xã hội người ta trị không được mà mình trị được, mình tưởng mình có tài không có. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Người giỏi có người giỏi hơn, hiểu không? Mình đừng tưởng mình giỏi, nhưng mà mình phải cầu xin ơn trên. Ai cũng có niềm tin hết, niềm tin Chúa, niềm tin Phật, niềm tin ông này ông nọ ông kia, niềm tin cha mẹ của mình. Cha thì cha có niềm tin vào Chúa, thì con đến đây cha đọc kinh cho cầu nguyện để cha trị bệnh cho con vậy đó ha. Vậy trước khi con trị bệnh con ký đơn vô đây. Nếu con có chết con vui vẻ chết được không? Vui vẻ chết. Nếu con có chỗ chôn cha có chỗ cho chôn con luôn. Nếu gì thì tốt quá. Đúng, cha có chỗ chôn luôn và cha xây mồ cho con luôn. Nếu mà con về già con được đi nghỉ ở đây thì con rất là quý, tại vì mỗi ngày được nghe lời cha
chứ nghe lời mà dần thấy cái sự mà chữa bệnh của cha đấy là con nếu có cái gì đó con phù hộ thì cha nói con vậy đó, nếu con sống lại con về con không quen, mà nếu con chết con có chỗ chôn cha sẵn sàng cho chôn, cha xây mồ cho con mới có xu con là con không quen được cha. Rồi cha nắm hết lời của cha là như vậy nha, rồi con ký tên cho đây. Có gì đâu mà phải buồn ha, mình già phải chết mà. Ai mà sống mãi được, cái áo cũ quá thì phải thay thôi. Rồi bà vợ cứ ký tên vô đây làm chứng nha, đỡ lá mình ông Phật đỏ ký rồi dát cái mộc vô đó. Bà xã là đạo Thiên Chúa hả? Dạ. Hai ông bà là không có theo một đạo. Bà xã cũng mới vô đạo xa. Sau khi xong rồi cha dạy cho một cái bài học này để về tự suy gẫm nha. Chứ đóng mộc vô là được. Đóng đâu rồi đó? Đóng chỗ con ký nè. Con ký thêm một tờ nữa. Con ký thêm một tờ nữa để con về con giữ trong cái văn phòng của con. Đóng đây đi rồi ký sao? Để mai mốt mà cấp trên con họ có hỏi han gì đó thì con có cái giấy này con làm chứng để người ta làm khó mình, hiểu không? Mình làm việc đâu rõ ràng đó để người ta không trách mình được nha. Rồi, các thầy ký vô. Chứ để mai mốt con đưa người bệnh này tới đây rồi giờ con về con không có một cái gì ở trong này nên làm sao được, phải không? Như vậy là mình yên tâm nha. Lát nữa mấy thầy điền cái nội dung chi tiết trong này. Thì ông chủ tịch sẽ giữ cái này trong mình. Để lỡ mà chủ tịch cấp trên có hỏi thì mình có cái này mình chiếu ra. Tôi làm chủ tịch xã, tôi đi làm việc này hợp lý nha. Thì con cũng đi này rồi cũng có được con tôi được có gì được xã cũng ký giấy cũng như giấy thiệu cha con làm bên đó rồi nha. Bây giờ cái đó không quan trọng, cái quan trọng là tới đây con làm cái gì. Thì con có cái nội dung này nha, cái còn cái chuyện đó không quan trọng nữa nha. Đó. Chút nữa mấy thầy ghi nội dung vô đây thì ông này cũng sẽ giữ bản này. Cha có ký vô đây rồi nha. Để nói với ông xã của con rằng là ổng không làm khó không được, cho nó dán cái mộc cho đây rồi nha. Rồi đầy đủ hết nha, chút nữa ghi nội dung sao. Cố gắng phải lo trị bệnh nha. Người ta tới đây khó lắm, mình đã được tới đây rồi thì mình không có phải mà mình chểnh mảng trong cái phát đồ được nha. Với lại cái bệnh này không phải là bệnh nhỏ nha. Theo như về bệnh của anh tới đây là mình sẽ phát đồ để ra điều trị được khoảng bao lâu? Sớm nhất là 1 tháng, trung bình 2 tháng, trễ nhất 3 tháng có kết quả đó. Lẹ nhất 1 tháng, trung bình 2 tháng, dài nhất 3 tháng. Rồi vậy ha, 3 tháng có 3,5 triệu tiền phòng trọ, 10 kg gạo, 10 kg 100 ngàn là 3,6 triệu. Rồi nhiêu đó thôi ha. Còn tiền xe đi
đi chợ rẫy để mà xét nghiệm đồ thì thêm 1 triệu 2 triệu nữa, tóm lại cho tính chừng 7 triệu tới 10 triệu là xong. Nhưng mà tiền đó không phải đưa cho cha mà tự mình tới giờ tới ngày à, chuyện đó không lớn, chuyện cha lớn nè, chuyện cha nói nè, lo nghe nè. Tại sao một người, hai vợ chồng, một người đạo này, một người đạo kia, hoặc là một người đạo này, một người không theo tôn giáo nào? Cái lý do đơn giản, trên đời này không ai dạy mình, chứ nếu có người dạy mình thì mình không có cái kiểu này, không có kiểu mà trống đánh xuôi kèn không được. Sáng vợ đi nhà thờ đọc kinh, chồng ở nhà lại Phật, có phải trống đánh xuôi kèn không được không? Hoặc là sáng vợ đi đọc kinh, chồng nhà nhậu, mà không sao, tao có đạo gì đâu, thôi bả đi kinh, tao nhà buồn quá tao nhậu, có phải trống đánh xuôi kèn không được không? Trên đời này không có chấp nhận chuyện nó xảy ra. Nhưng tại sao có chuyện đó xảy ra, chẳng qua chúng ta không hiểu nha. Bây giờ cho nó để hiểu được chuyện này thì chuyện này là hai ông bà này già quá rồi, đúng ra không nhắc luôn, nhưng mà thôi nhắc trên cộng đồng mạng là ai có cơ hội nghe được clip này người ta hiểu nha. Coi như hai ông bà làm một cái đề tài để cho cộng đồng mạng các em trẻ sau này nó hiểu được thế nào là một tình yêu thật hả. Cha nói luôn cho rồi nha, để không mất giờ. Một tình yêu chân thật được định nghĩa là một tình yêu có 4 điều kiện sau đây. Ta gọi là định nghĩa một tình yêu thật. Ví dụ như bây giờ ông có yêu bà thật không? Hả? Mà cái thầy sống bao nhiêu năm mà không yêu được. Vậy yêu thật là yêu như thế nào, gọi là yêu thật? Yêu thật có nghĩa là mình không có mình đối với những cái gì mà tốt đẹp của người đối diện mình thì mình chấp nhận. Rồi. Cả những cái gì xấu xa. Rồi. Để cả những cái điều mà sức khỏe của người đó sau này có tốt hay xấu của mình cũng phải. Đó là yêu thật của ông đó. Hai điểm. Yêu thật là yêu sao? Hết lòng chăm lo cho cái người gặp của mình. Hai điểm luôn. Yêu thật là yêu sao? Dạ lúc con thì yêu thật là hết lòng với vợ con mình. Bởi vậy rồi khi mạnh khỏe lúc mình lừa lo nhau. Nhưng có cái cha nói điều này con mới hỏi chứ sẵn đây con hỏi có gì cha thông cảm thôi nha. Tại vì con là những người theo đạo sao, tuy nhiên khi con lấy vợ con mới gia nhập đạo, mới giữ đạo. Hiện giờ con là đạo gì? Dạ con công giáo. Công giáo. Công giáo. Nghe cha nói thích định nghĩa một tình yêu chân thật nó phải có 4 yếu tố sau đây. Mình nói là tôi yêu vợ tôi thật là tôi chăm sóc tới nơi tới chốn, bệnh hoạn tôi lo này kia, đúng. Nhưng mà không tới nơi. Một tình yêu chân thật có 4 điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là chung một niềm tin. Phải cùng một niềm tin. Bà ơi, tôi yêu bà, tôi yêu luôn cái niềm tin của bà. Ông ơi, tôi yêu ông, tôi yêu luôn cả đường đi lối về. Mà mình có được cái điểm này chưa? Vậy mình nói mình yêu thật là sao? Trống đánh xuôi kèn không ngược đúng chưa? Tình yêu thật là tình yêu diễn tả chung một niềm tin. Nhớ chỗ này nha. Hãy ông đạo Chúa thì thôi, tôi thương ông, tôi thương luôn đạo Chúa của ông. Đó mới là tình yêu thật. Còn giờ tôi đạo Chúa, ông đạo Phật, thôi mạnh ai đi, đó chưa phải là một tình yêu tới nơi giờ. Vậy tình yêu thật có 4 điểm sau đây. Một là chung một niềm tin. Thứ hai là cùng một lý tưởng. Lý tưởng là có vợ thì phải có con, có chồng là phải có con. Còn này tôi có vợ nhưng mà tôi không muốn có con, tôi có chồng mà tôi không muốn có con, thì đây không phải là tình yêu. Tình yêu thật, tình yêu giả dối trên môi miệng, hiểu chưa? Mà hiện nay nhiều lắm, có phải vậy anh Thiết? Nhiều lắm không? Vậy tình yêu thật của cha có 2 yếu tố rồi. Một là gì? 2 lý tưởng. 3 là cùng một ý chí. Ý chí là anh ơi,
Em với anh có con là cùng ý chí là phải nuôi con nên người, dạy đạo cho tốt lành, lo lắng cho nó đàng hoàng. Chứ có đâu mà đẻ con ra rồi sáng sai chiều xỉn, trưa la ra. Vậy là ý chí nằm đâu? Mà đời này, xã hội này có không? Đầy hơn nè. Vậy tình yêu thật là cùng một niềm tin, cùng một lý, cùng một ý, và cuối cùng là cùng nhìn về một hướng. Ông thì nhìn hướng này, bà nhìn hướng kia mà nó yêu nhau vậy đấy, phải không? Ông ăn chả mà bà ăn nem thì cùng nhìn về một hướng ở chỗ nào? Ông ăn chả, bà ăn nem, chả ai nhìn thèm, phải vậy không? Xã hội này có không? Vậy không ai trước khi cưới vợ lấy chồng, không ai định nghĩa được một tình yêu thật hết. Thấy trái tim mình nó nhói với câu đó rồi, tao yêu thiệt rồi đó, phải vậy không? Rồi á là đàn ông thì yêu con gái bằng mắt, còn á con gái yêu đàn ông bằng tai. Cái miệng của người đàn ông nói nhỏ 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 lỗ tai chút xíu là rồi em yêu anh, còn em than hộp kem xong rồi anh yêu em, Chúa ơi. Rồi về nhà ba bữa quýnh lộn, mình phải xác định, hiểu chưa? Vì mình không xác định cho nên bây giờ chồng đạo Chúa, vợ đạo Phật, cũng là chồng đạo Phật, vợ không đạo, đó chưa phải là tình yêu. Về sửa mình mà vẫn còn kịp, hiểu không? Vẫn còn kịp. Thôi em ơi, bây giờ em đã đạo Chúa rồi, anh thương em, anh hết bệnh, anh theo đạo em luôn. Đó là cùng một niềm tin, cùng một lý, là có vợ phải có con, có nhà, có cửa, đó là lý tưởng. Thì cái chuyện đó cha không nói, chuyện đó chuyện gì ngoài dự án. Cùng một ý, nuôi dạy con nên phụ giúp cho xã, và cùng một hướng nhìn về một, hiểu chưa? Thôi cho dạy bài này để cho nhờ hai người này cho dạy cho tuổi trẻ, hiểu chưa? Thôi vậy con, ai tuổi trẻ, các bạn trẻ ai nghe được cha nói điều này thì cố gắng mà học, còn học thì ráng chịu, chứ giờ cha cũng hết biết rồi. Thôi xin mời đứng lên nha. Nhân cha và con sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và sẽ là cả. Chúng con đại diện danh Chúa nhân từ cho các bạn nhân nọ được chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bây giờ con vô trong phòng khám theo mấy thầy, nhất định phải theo mấy thầy, đừng để phụ lòng cha. Đưa ổng vô phòng khám rồi mới được về, đưa tới nơi tới chốn rồi mới được về. Con ở lại nuôi ổng cho đàng hoàng nhé. Rồi cha cứ nhắn nhủ như đó thôi, rồi hết bệnh là tự ta ký giấy cho về chứ không phải trả tiền. Thiên Chúa là tình yêu, nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Hãy subscribe.